Hello, tắt nhạc cái đó nha. Giờ này để coi đúng 5:10, 5:10 nha. Lần này lần rất là đặc biệt vì là nghe gà gáy mọi người. Đây là cái album cuối cùng của dự án Giả Khúc Cho Tình Nhân, cho nên không phải làm thật đặc biệt, rất đặc biệt luôn. 3 giờ đã thức dậy, xong rồi tới đây đi xe từ nhà 4:30, đúng 4:38 bắt đầu đi, đúng kế hoạch luôn. Tới đây hơi sớm rồi, phải canh một cái đoàn tàu chạy ngang trên đầu mình. Chuyến tàu đó là chuyến tàu 6:20, vì là sau đó mình cả một cái hành trình nó dài tới 9 giờ tối luôn á. Chưa có cái buổi chụp hình nào mà nó dễ sợ vậy. Hình ảnh là tất cả những gì mà người dân Sài Gòn nhìn vô là biết đó là Sài Gòn liền. Không phải đi liên hệ cực lắm. Tổng cộng là nếu 14 điểm những cái ngày mà không đi khảo sát á, trời ơi cực lắm. Chưa nắng chang chang phải đi xin chỗ này chỗ kia đi hỏi. Tất cả những cái điểm mà hưng chụp á, nó phải là thuộc về quá khứ 100%, đúng nghĩa luôn. Ví dụ như cầu Bình Lợi nè, chút xíu mình sẽ chụp ở đây nè. Cái album lần này đó, nó là album cuối cùng, là album số 10 đó. Và cho nên là Hưng cũng chọn 10 cái mashup. Đấy, mashup là cái trò chơi âm nhạc thử thách rất là lớn. Hưng phải tìm những cái bài hát nó cùng nội dung, cùng tông đó, cùng câu chuyện và cùng màu sắc nhạc. Mình lấy cái đầu của bài này gắn vô cái đuôi của bài kia, để cái mình cái bài khác gắn lên, nhào tới nhào lôi lộn xộn. Có khi một cái mashup 4-5 bài nữa, có khi có một câu thôi, vẫn phải trả tiền tác quyền đủ nguyên bài nha, không có cho trả tiền một câu đâu. Đó, rồi công phu lắm. Đặc biệt là có một cái bản mashup, một cái bản hòa âm mắc tiền nhất trong sự nghiệp của Đàm Vĩnh Hưng, thì nó là bản hòa âm của D-Tap dành cho ca khúc Biển Tình, mashup với Hoa Biển, hay lắm. Biển xanh cát trắng, sóng hòa nhịp ái ân, không còn những chiều bâng khuâng. Đặc biệt lần này là gì? Tôi kết hợp với các ca sĩ như là Thánh Mưa, Trung Quân nè, rồi Trúc Nhân nè, vô cùng thích thú với cái mashup lần này. Trời bắt đầu sáng rồi đó, thấy chưa? Xanh xanh rồi kìa, mọi người thấy không vậy? Bây giờ chuẩn bị lên thay đồ nha. Bye bye. Hai anh mặc gì chụp? Trời ơi! Xíu đi xe khác. Nhịn đói mấy ngày trời, không được ăn cơm, không được ăn bột, ăn bún, ăn rau, ăn rau câu. Những cái bộ đồ chụp hình mà Hưng chuẩn bị coi, cứ mỗi một điểm như là một bộ khác nhau. Có những chỗ phải hai bộ tự làm đồ, tự đi chọn vải hết. Màu sắc như cái kết cấu của bộ đồ nó phải đúng ngày xưa đó. Màu sắc mình dựa lên trên những cái hình ảnh cũ của ba mình là một nè, hình ảnh cũ trên mạng có đó. Mình tìm ngay cả cái vùng tay, cái lơ vê lật lên sao, hoặc là nó dài ngắn tới đâu, đủ ôm chặt nào, cũng phải làm việc rất tỉ mỉ với lại các nơi. Tuấn Trần thì cái Tuấn Trần lo làm đồ cho Thương kỹ lưỡng. Đêm qua tới đâu đó 2 giờ sáng mới giao đồ của dancer, đóng vai những cô cậu ngày xưa đó. Cho nên là khá cực đấy, không đơn giản đâu. Ngày chơi này lắm công phu. Mặt trời lên nhanh lắm nha các em nha. Chuẩn bị nhưng mà hường hường lên rồi đó. Chuẩn bị chụp cho mọi sáng lắm rồi nha mọi người ơi. Thay đồ nè.
Bonjour, merci beaucoup, je t'aime. Ê, nhờ tiếng nào được, này cũng nghe à. Ủa, chụp luôn vậy hả? Ủa? Chụp luôn á, đẹp lắm anh. Ủa? Cái gì vậy? Đẹp. Đẹp mà. Không, cái sóc này đã cầm mật lô nè. Đừng lên cầu thang tí à. Cái thắng bò lên. Trời ơi là trời ơi, đi hoài không tới luôn á. Mà cái thang của nó đó 50-60 năm cái như. Trời ơi. Nhớ trời nha. Qua là 7 điểm, phải là 7 điểm bỏ 1 điểm vì là trùng tu từ sáng 4 giờ rưỡi sáng cho tới chiều tối. Rất may mắn là mọi việc chụp rất là nhanh lắm, nhanh như dự kiến luôn. Là có mưa, nhưng mà mưa rơi vào đúng một cái thời điểm mà chúng tôi di chuyển á, nên là cũng thuận tiện vô cùng. Có những chỗ rất ngoạn mục luôn, tới tim. Nhưng mà cái camera đó, nó giờ đi là hơn cái chân mình nó muốn đi rồi luôn, có cái dạ màng lắm. Tuy khủng khiếp nhưng mà để lại những cảnh đẹp. Đó là phục vụ, là hy sinh nghệ thuật đúng nghĩa luôn đó nha. Mà hắn nghĩ xong ekip nó làm sao biết như vậy, là gạt bỏ, không cho quay, không cho chụp. Xa chụp xong rồi. Hôm nay mình sẽ đi chợ Sa Tây nè, Nguyễn Cư Nguyễn Cải nè, rồi cầu Trà Già nè, đặc biệt là gì nữa ta, bến Bình Đông, con đường tuyệt đẹp. Đi theo chân ngươi nha. Chiều em tay đan tay dìu nhau trên lối, đưa em đi nhẹ nhẹ vào đời. Bằng vòng tay tôi nâng niu mùa thu thức giấc, đưa em vào ngày tháng vỗ về. Kể từ em đêm cô đơn mọc lên phố vắng, khi em mang nụ cười khói đời. Chiều xưa nghe như lòng mình tết tái, ngỡ như đời còn gọi tên nhau. Ngày đó khi một lần tiếng hát đông loa đưa em vào vùng trời lấp lánh, bằng những cánh sao trời đầy đôi mắt ngước chiều
đời hoang vắng. Tôi đi về buồn chân kẽ tóc bước chân. Trời ơi sống đi. Hai mình nước. Hai nhà trang lái jet ski nước sống mọi người. Sẽ em nỡ đành quên khi được xưa buồn. Những khi buồn ai đến thăm. Nhớ không bà? Cuối giờ nhớ gì đâu? Nhớ hết đi. Mỗi giờ lắm. Thời hai ngày quay và chụp một phải nói là sự hành hạ bản thân kinh khủng khiếp, trước dự kiến rất nhiều luôn, ngày nào cũng dự kiến là 9 giờ đêm mới xong nha mọi người. Thế mà hôm nay 4:30 đã xong rồi. Mọi người ơi, đây là album cuối cùng của dự án Dạ Khúc Tình Nhân và sẽ không có một cái Dạ Khúc Tình Nhân nào tiếp theo nữa hết. Mọi người phải mua ngay sản phẩm khi Hương phát hành. Nhà Hương sẽ có làm nhiều buổi phát hành ở tất cả các phòng trà cũng như sân khấu trong và ngoài nước. Lúc đó mọi người phải nhớ nha, tại vì cái sản phẩm này nó đặc biệt lắm, lạ lùng lạ đời và nó nhiều hình ảnh nhất từ xưa giờ. Hai ngày chụp 14 điểm thì mọi người nghĩ đi, chưa kể những cái nhỏ kèm theo nữa. Trời ơi, một chỗ thôi làm khoảng chừng 100 tấm thiệt, một chỗ là 100 tấm mà 14 chỗ cộng với những là vật nữa khoảng chừng 18-19 chỗ, giá như 2000 tấm hình để lựa ra. Đó, nó đẹp vô cùng, đẹp lắm luôn á. Có những bản mashup uống hồn thiên địa luôn. Nó đã lắm mọi người ơi, cho đón chờ nha. Đây là photographer Đình Vũ. Đây là phó đạo diễn trợ lý Trung Trực. Đây là chiếc mèo dễ thương, giám đốc sản xuất và tổng đạo diễn của dự án là ông trùm của Mèo Entertainment. Dũng ơi, đây là anh Dũng quay phim rồi cũng chịu cực lắm với Đạp Hưng, lăn lội mưa gió các kiểu vẫn
nhiệt tình vô cùng luôn. Có những góc quay đẹp nhất cho anh. Cảm ơn Dũng rất nhiều. Và đây là con Phương Loan. Phương Loan. Bé Nam Mộ thôi. Bé Nam Mộ là nhà báo Phương Loan, nhà báo Phương Loan. Ở đây con bé Panda, Hưng đặt tên cho nó Panda. Fan mộ thứ hai. Fan Chanchi. Chắc chắn một điều là Hưng không thể nào quên được lời cảm ơn và lời biết ơn của Hưng dành cho các cơ quan đoàn thể, các cá nhân, các bà con và các chủ tịch phường, chủ tịch tổ, tổ trưởng, tổ phó, tất cả những nơi Hưng tới, hay cả dân phòng, rồi bảo vệ, luôn luôn tạo điều kiện tốt nhất cho Hưng. Có người rất siêng năng chỉ cho Hưng đi từng bước để xin phép nơi nào, rồi làm giấy tờ lập tức khẩn liền cho Hưng liền luôn. Rồi có người là chỉ cần một cú điện thoại thôi, trời ơi, tôi là fan của ông mà, vô chụp đi đó. Rồi có cả những nơi mà rất khó leo trèo và có nơi là không bao giờ có một ai vào được luôn, cam đoan điều đó luôn. Đấy, nó nằm ở trong khuôn viên của một nhà thờ, mà nhà thờ đó là sao, đối diện nhà Hưng nên rất thân. Ở đó là bồn nước mà cả 70-80 năm nay rồi, từ thời Pháp. Có những chung cư 110 năm, hiểu chưa, nhân ở đó ở từ lúc nhỏ lúc lớn, từ đời bà ngoại bà cố gì của họ luôn á. Tới bây giờ cái ghế ăn hồi lúc họ còn nhỏ, lúc một tuổi á, tới giờ vẫn còn nguyên luôn. Ghế sợ thì cái không gian, đặc biệt không gian của chung cư Nguyễn Trãi ở Cùng Hưng. Dạ, chung cư đó, chung cư chỗ tuyệt vời. Hưng rất thích không gian đó, thích phố cùng thích luôn. Đó là một trong những cái phát hiện của Hưng, không có ai tới chụp chưa bao giờ. Hưng tìm được từng cái viên gạch phông của họ, cánh cửa, rồi cái nhang đèn, tất cả mọi thứ, bóng đèn của nhà đều xưa cũ tuyệt vời. Hưng phải cảm ơn tất cả những cái gọi là dấu vết, những cái điều đặc biệt của thời gian còn để lại, để cho Hưng có được cái sự thỏa mãn trong cái album lần này. Hưng cam đoan là không còn cái chỗ nào để chụp nữa đâu, cho nên đừng ai chụp những ngày ha, đừng có tìm giống tôi, thôi đi ha. Bỏ mặc cả nhà, bỏ mặc tôi, bỏ mặc nơi đây, bỏ mặc người, bỏ trăm năm sau, ngàn năm nữa, bỏ mặc tôi là ai? Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé, bỏ lại con đường, bỏ mặc tôi.